Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Tình hình là hồi nãy mình có lướt ngang khu vực này và mình phát hiện ra là gần nhà mình luôn. Tính ra có một cái tổ rồng Night Fury ấy, mà tới bây giờ mình mới phát hiện ra này. Ảo thật đấy. Chưa, để bây giờ mình sẽ vô đây và lấy trứng rồng thôi. Tranh thủ lúc mà rồng Night Fury chưa có trở về ha. Lẹ. Và với trứng rồng Night Fury này thì mình cũng chợt nhớ ra là trong đây vẫn còn một dạng của Night Fury mà mình cũng có thể nâng cấp. Và cách nâng cấp này thì đòi hỏi mình cần phải kiên trì đi đào hóa thạch rồng cơ. Nghe có hấp dẫn chưa? Rồi, và giờ thì chắc mình sẽ tiến hành đi đào hóa thạch rồng luôn á. Hợp lý á nha. Được, mình sẽ kêu rồng xuống để mình có thể đi tới một cái hang nào đó gần đây thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đào hóa thạch rồng một bữa ha. Hổm rài thì đi khám phá các thứ ở trên mặt đất cũng nhiều rồi. Bữa nay sẽ có một chuyến đi xuống dưới lòng đất luôn. Để coi khúc này có hang không ta. Tại nãy giờ mình lướt ngang mình cũng không có thấy hang nè. Thành thứ ra cũng hơi khó rồi. Ví dụ mà khó quá chắc mình về nhà luôn á. Về nhà gần nhà mình cũng có mấy cái hang á. Ở kìa, ở đây có hóa thạch rồng đầu tiên mà mình cần rồi. Và đặc biệt hơn, kế hóa thạch rồng còn có nhà của một bác dân làng hả? Cái gì dân làng mà sống dưới lòng đất? Ui ảo vậy. Chưa, trước tiên thì mình sẽ lấy hóa thạch rồng trước đã. Ở đây mấy hóa thạch đây? Một. Có hai hóa thạch rồng và được hai bộ phận của rồng khác nhau luôn. Hoài. Được rồi nha. Và một cái hóa thạch rồng hoàn chỉnh thì nó sẽ bao gồm là hai cái tay, hai cái chân, một cái đuôi, một cái kiểu như cái mình ha, cũng như là một cái đầu. Vậy khá là nhiều đấy. Rồi giờ thì mình sẽ vô đây để coi. Đây kiểu như là nhà khảo cổ học ha. Ui, bác này làm nghề khảo cổ học. Ủa sao trong gương không có chân vậy? À, tính ra dưới này có cái giường của bác ấy ngủ thôi hả? Ồ, ok. Đi tiếp coi. Ui, tính ra cái hang này sâu phết đấy. Mình đi nãy giờ vẫn chưa hết cái hang này. Có cái thùng gì đây? Ồ, thùng gỗ. Còn có kim cương nữa à? Trời, ngại thế. Đi đào hóa thạch cũng có thêm kim cương nữa. Ảo thiệt đấy. Chết rồi. Mình gặp hai vợ chồng mà lần trước mình quýnh người ta rồi. Hình như quan gia ngõ hẹp hay sao vậy? Gặp quà vậy? Hôm bữa cũng bắn mình gì nè. Mình quýnh hai người này sắp mặt luôn. Bữa nay gặp lại nữa. Trời ơi, còn xây hẳn cái nhà dưới này luôn á. Căng vậy. Có gì không? Trời, nhiều đồ ăn nha. Dữ nha, có nhiều đồ ăn mà giấu ha. Lụm luôn. Này thì giấu đồ ăn. Lụm hết. Quét sạch đồ ăn luôn. Nãy giờ đi cũng thêm một lúc rồi đó. Mà mình chưa có gặp thêm hóa thạch rồng nè. Căng rồi. Có vẻ là bữa nay mình không có may mắn trong việc tìm hóa thạch rồng rồi ấy. Đi lâu lắm rồi mà chưa gặp thêm này. Gặp đúng một cái gần nhà bác khẩu cổ học thôi. Dưới này có không? Dưới này cũng không luôn. A few moments later. Mình đã tìm thêm chỗ hóa thạch thứ hai trong ngày rồi. Và lần này thì cho mình thêm một cái tay hả? Được nha, giờ mình còn thiếu cái đầu với cái đuôi á. Cái này cái gì đây? Ui, lại cái tay nữa. Ơ kìa, sao toàn tay không vậy? Đây, ui, ra cái chân rồi, một cái chân ơi. Ồ, được hai cái chân. Vậy là giờ mình còn thiếu cái đuôi với cái đầu thôi. Cố lên mới được. Ê, khoan. Có lẽ nào? Rồi luôn. Cái hang này nó dẫn tới một cái tổ rồng hoang dã. Chưa, để mình thám tính tình hình thử. Ồ, đúng rồi, đây là con rồng. Rồng đỏ. Căng nha. Không đùa. Giờ phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chơi với nó. Đầu tiên là phải kháng lửa trước nè. Chuẩn bị phép thuật cho. Đánh với con này chắc mình sẽ chói nó. Sau đó cho nó nếm mùi gai. Rồi hố đen nè. Hai phép chói, một phép giật điện. Rồi ok, một phép băng nữa. Rồi, kế hoạch là như vậy. Rồi, vô. Chói nó trước nè. Dục nó vô hố đen.
và sau đó giật điện. Được chưa, được chưa? Giật điện có mất máu đâu vậy? Ui giật điện không xi nhê nữa. Oh my god, máu đen lại thêm một lượng ơi. Căng rồi. Con rồng này nó đang có ý định bỏ trốn hay sao á. Mình sẽ tận dụng phép thuật băng của mình để chọi cho nó ha. Còn ví dụ khó quá thì mình sẽ kêu khổng lồ băng để quýnh tiếp mình luôn. Ui khổng lồ băng không ăn thua rồi. Khổng lồ băng bị nó kiểu như là đánh trong một nốt nhạc gần chết rồi kìa. Ui tuy thấp máu nhưng mà vẫn chiến đấu tới giây phút cuối cùng nha. Được, mình sẽ không để người khổng lồ băng hy sinh một cách oan uổng đâu. Tiêu diệt thôi, con rồng này đã bị đánh nửa cái máu rồi. Tính ra khổng lồ băng đánh có vài cái thôi mà con này mất quá trời máu luôn á. Tiếp tục nhốt nó vô hố đen, kẻo nó chạy mất á. Rồi sao nó biết ném mùi gai của sức mạnh của cánh rừng nè. Mùi nó đốt cháy luôn hả? Khắc chế vậy. Chắc phải giật điện nó thôi. Giật điện con rồng này. Và chúng ta đã đánh bại nó mà kiểu như là vẫn giữ được tính mạng á. Ui con rồng này khủng đấy. Trời ơi, tự nhiên khi không đi đào quá thạch mà lọt vô hang rồng luôn mà. Hên thiệt sự. Rồi thôi chiến thôi á, lấy chiến lợi phẩm thôi. Để coi lần này mình sẽ có được bao nhiêu. Vảy rồng đây. Được 61 vảy rồng. Và có vẻ đây là con rồng giai đoạn 4 thôi ha. Nên nó cũng không có cho mình cái trứng nào. Hoặc là nó là một con rồng đực. Mình nghĩ vậy. Rồi giờ thì kiểm tra trong cái hang rồng coi. Quầy hang rồng nhiều khoáng sản thế. Thích thế nhờ. Với cả là coi coi nó có kiểu như là hóa thạch rồng không hay không. Nhiều khi trong đây nó lại có hóa thạch rồng ấy. Tại vì chỗ này cũng khá là thấp này. Nhìn kỹ nha. Rồi mình nhìn qua một vòng là có vẻ là không có quá thạch rồng rồi đó. Chắc phải là đi tìm tiếp rồi. Hy vọng lần này là sẽ cho mình một cái đầu nha. Ơi, đuôi. Yeah, chúng ta đã có đuôi rồi, giờ thiếu cái đầu thôi. Đầu rồng, đầu rồng. Đâu? Trời ơi. Vẫn chưa có được cái đầu con rồng nữa. Cay thế nhờ. Cái bộ phận đầu rồng này có vẻ khá là khó tìm đây. Khó rồi. Dưới này thì còn không? Kiểm tra cho kỹ nha. Không có bỏ sót được đâu á. Hết rồi, như vậy thì hết rồi á. Và phía trên nóc của mình hình như nó có cái dungeon hay sao á. Mình thấy nó có quá trời những cái đá cuội cả. Đúng không? Ủa, đây thật sự là một công trình á. Uầy, có mấy cái đậu lâu các thứ nè. Ồ, nhưng mà công trình này có một điểm đặc biệt là nó không có quái luôn. Bình thường mấy công trình kiểu vậy thì hay có quái lắm mà công trình. Ồ, mới nói không có quái, nó có con quái xuất hiện nó bắn mình luôn nè. Ảo thật đấy. Ui, có nào giấu đồ dưới này không? Có giấu đồ không? À, không có. Tự mình sợ nó giấu đồ ở dưới nhung nha mấy. Rồi có lòng spawn luôn. Đạp liền. Đâu để cho nó đẻ ra thêm được. Rồi có rương luôn, có rương luôn. Hốt bạc, hốt bạc. Áo vàng hả? Lượm. Hết rồi. Con cái rương vậy. Ok. À đây 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 còn rương nữa. Tưởng đâu công trình to đùng gì mà có một cái rương chứ. Ui rương này có sách phép luôn. Được. Được, một quyển master. Với một quyển cấp advanced. Hợp lý nha. Xin nha, xin nha. Ui, nó sợ mình không biết đây ở đây có rương hay sao, nó còn làm hình mũi tên nó chỉa lên trên nè. Ảo thật đấy. Wow, cái này nhìn cái cách nó xây dựng giống như là một cái ngôi đền nhá. Này những cái hoa văn này. Như trong một ngôi đền thực sự luôn á. Ui. Sợ quá, thôi 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 thôi, té 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 té. Giờ chắc mình đi tìm tiếp thôi. Tìm tiếp hóa thạch rồng thôi. Mình còn đúng một cái đầu thôi à. Hy vọng chúng ta sẽ tìm sớm được cái đầu này. Rồi trở về và chúng ta làm ra bộ hóa thạch rồng hoàn chỉnh ha. Để lấy được cái hóa thạch này thì chúng ta cần phải vượt qua cái đống quái. Rồi không sao, quái đều vượt qua rồi. Giờ thì tiến tới hóa thạch thôi. Có hay không cái đầu rồng đây.
Đâu rồng? Đâu? Ê! Có đầu rồng rồi. Yay! Chúng ta đã có được bộ phận đầu rồng rồi nè. Thành công rồi. Rồi giờ thì cái gì cần thì chúng ta đã có rồi á. Lên thôi. Tính ra bữa nay cũng hên đó chứ. Ồ, ngoài này còn dư nữa nè. Ngoài còn quái thạch nữa. Ồ, tính ra hai chỗ luôn, đằng kia với đằng này luôn. Đã nha. Thôi, có được cái đầu rồng là thấy hên lắm rồi. Ấp trứng rồng là ấp trứng rồng. Giờ thì mình sẽ ấp trước trứng Night Fury ha. Đây, đang ấp luôn. Nhưng mà có vẻ lượng nước thì không đủ rồi. Ủa, lượng dung nham không đủ rồi. Vậy là mình phải làm thêm một cái xô để mình chăm thêm dung nham thôi. Chứ để như không, như hôm bữa mình đợi cả buổi trời, rốt cuộc mới phát hiện là nó không đủ dung nham. Mình bị hoài luôn. Không hiểu sao nha, ấp bằng nước thì may ra nó còn dư nha. Chứ ấp bằng dung nham thì nhiều khi mình chăm đại bình nè, ấp được có một trứng à, kiểu nó bị tốn ấy. Nên mình phải chăm thật là nhiều vô mới được. Rồi, chăm nước, ủa chăm dung nham xong rồi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang công đoạn là chế tạo hóa thạch rồng thôi. Giờ thì chúng ta sẽ lắp ráp ha. Đây, hai cái tay nè. Rồi sau đó để hai cái cẳng ở dưới, một cái đuôi, cuối cùng là cái đầu của rồng thôi. Là chúng ta sẽ tạo ra được một cái hóa thạch rồng. Ui giời ơi, coi kìa. Cái này thì không có đặt xuống được á. Ước gì cái này đặt xuống được để chúng ta ngắm được cái hóa thạch rồng. Coi đây là hóa thạch của rồng gì. Ngoài hóa thạch ra thì mình cần phải có thêm một cái trứng nữa. Nhưng mà cái trứng này làm bằng sắt thôi. Giống như những lần mình làm trứng rồng tự chọn như vậy á. Đó, mình sẽ cần một cái trứng sắt ha. Và công đoạn cuối cùng là mình lại cần đến Night Fury để mình lấy DNA của em. Đâu rồi Night Fury? Giờ lại cần Night Fury rồi đó. Đâu rồi ta? Em đâu? Đây đây đây. Night Fury. Cho anh xin cái DNA nha. Ui nhưng mà mình quên lấy cái DNA orb rồi. Đây cần phải có DNA orb nè. Rồi giờ thì cho anh xin cái DNA nha. À, lấy DNA một cách nhẹ nhàng, rồng không hay biết luôn mà. Vẫn ngủ khò khò nè. Ảo thật đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ cho hết những thứ mình có, bao gồm một cái trứng sắt, một cái hóa thạch của rồng nè, rồi cũng như là DNA của rồng Night Fury. Và quá trình này sẽ nhanh thôi. Đó, nó đang diễn ra rồi. Và sau khi quá trình này hoàn tất thì chúng ta sẽ có được một quả trứng của Bon Fury, tức là Fury xương á. Quá là dữ luôn. Giờ thì mình sẽ chuyển sang up luôn á. Rồi, vậy là mình đang up cùng lúc trứng rồng Night Fury và trứng rồng Bon Fury luôn. Quá tuyệt vời. Những quyển sách mà mình tìm được hôm nay thì chỉ có 2 quyển thôi à. Khá là ít luôn á. Hôm qua đi thì cũng không có tìm được thêm sách. Nên thôi, có 2 quyển thì mình test 2 quyển á. Có phép mới là vui rồi. Đây, học luôn. Coi phép hôm nay là phép gì. Nhiều khi ít mà chất lượng á. Quan trọng là chất lượng còn hơn là số lượng nha. Rồi, test. Slow time. Thời gian chậm á. Hay là làm chậm thời gian ta. Phải không? Mình không tin lắm nha. Cái này, cái phép này có tên là làm chậm thời gian hay sao á. Để mình test thử coi. Cái này chắc phải kiếm con xương á. Tại vì con xương nếu mà nó bắn mình có làm chậm thời gian thì dễ biết lắm. Đâu, dùng phép này lại. Ừ, làm chậm thời gian thiệt nè. Mình quýnh cái bò. Bò kiểu rơi bị chậm chậm nè. Ồ, hay hay hay. Hình như có vẻ là làm chậm thời gian thiệt á. Mình kiếm xương coi. Xương đâu rồi? Bình thường gặp nhiều con xương ở vùng này lắm mà. Giờ kiếm con xương coi. Tới hồi vậy, tới hồi tìm không thấy một con nữa hết vậy. Con dâm bay thử đi. Bình thường con dâm bay đi cũng không có nhanh lắm em. Mình sẽ dùng phép làm chậm thời gian. Làm chậm thời gian. Đó, nó đi di chuyển là mình rất là chậm luôn nè. Ui, cái này rất là thích hợp để mình dùng phép này để bỏ trốn á. Ví dụ quýnh ông lại là dùng phép này là hợp lý nè. Còn Ripper thì nổ có chậm hay không? Mình thử coi. Ui lâu nổ lắm nè, bình thường là như vậy là nổ rồi nè. Còn giờ có nổ đâu.
Wow. Hay vậy cơ. Mình muốn test trên con Sương để coi coi cái mũi tên nó khi làm chậm sẽ như thế nào á. Sương đâu rồi? Thấy không? Tới hồi mình tìm con Sương không thấy con Sương nữa. Xuất hiện đi con Skeleton. Mi ở đâu? Nó trốn mình luôn rồi. Cho tôi test phép coi coi. Cây. Giận hết sức luôn á, chẳng lẽ giờ đi về ta? Muốn tìm con Sương thôi nè, mà các bạn coi đấy. Nguyên cái vùng rộng như vậy mà không thấy con Sương luôn. Hình như đi một hồi mình gần về tới cái nhà cũ của mình luôn rồi đó. Nhà cũ mình đâu đó, đâu bên đây nè. Mình nhớ là vậy á. Mà vẫn không thấy con Sương nào. Kỳ lạ thiệt. Đâu rồi? Làm ơn đây. Thiệt luôn. Ok. Chẳng lẽ giờ mất loại xương tuyệt chủng rồi sao? Mình không tin đó. Còn có bác dân làng zombie đây nữa. Hello bác dân làng. Không, hello zombie chứ. Bây giờ là zombie rồi. Thôi đóng băng đi. Khi nào rảnh qua đây mình cứu sao? Giờ thì mình đi tìm xương tiếp thôi. Vậy ta. Kỳ ca. Giờ không hiểu luôn á. Ôi, tính ra mình có rồng mà ta. Mình cưỡi rồng cũng được mà, đâu nhất thiết phải dùng phép thuật đâu, cho tốn mana trời. Đây bữa nay mình sẽ cưỡi Skrill ha. Em này giờ lớn rồi. Cưỡi thôi. Quan trọng là mình kiếm con xương cơ. Cay thiệt. Đó coi cơ. Bình thường buổi tối kiểu gì cũng có một hai con xuất hiện chứ. Trong khi mình đi rất là lâu rồi mà không thấy con xương nào luôn. Ảo ma Canada thiệt chứ. Coi cơ. Hình như bị lát rồi, con xương không xuất hiện rồi. Su cà na luôn. Thôi không xuất hiện thì thôi chứ biết sao giờ. Mình muốn tìm để mình test cái phép thôi à. Cũng khó khăn như người ta nữa. Thôi giận rồi, về. Về Gladius ơi. Trời ơi mà phải công nhận. Một điều là cưỡi Gladius cực kỳ ngầu luôn ấy. Đó 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 đó. Set đồ này kết hợp với gồng Gladius là kiểu như là một cặp luôn ấy. Nhìn cực kỳ ngầu luôn. À đây rồi. I see you skeleton. Mình đã thấy rồi, em ở đây đợi anh xíu. Cho em ngủ đi. Ngủ đi cưng. Rồi, mình qua đây mình làm công chuyện cái. Làm chậm thời gian. Rồi coi nó bắn mũi tên coi. Úi. Hai con này nó không con nào cầm cung hết vậy. Ôi, mình dùng phép này rồng mình cũng bị làm chậm luôn. Coi rồng bay kiểu slow motion kìa. Trời ơi. Ảo tung chảo vậy. Hai con này nó không cầm cung thì thôi, mình tiễn dòng nó thôi. Cho ai biểu nó lâu xuất hiện chi, mình giận rồi. Xử nó, Gladius. Này thì xương nè, một hit. Mất xác luôn. Con này cũng vậy. Ui, bắn hụt, bắn hụt. Con này chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chạy đi đâu. À, nó định trốn tránh, né đòn à, ngươi định né đòn của gồng Gladius à. Né đòn nè. Bắn bắn mà né hả? Gladius cũng khỏe lắm á, đừng có đùa. Rồi, giờ thì bay về thôi em ơi. Mà quan trọng hơn là né né rồng bi ra nha, rồng bi hung lắm á. Mình không biết đó là rồng bi của mình hay là rồng bi hoang dã nữa. Nhưng mà cứ né trước đi. Lậm lậm ra thôi. Trứng rồng Night Fury đã được up xong rồi. Giờ thì mình cũng sẽ đập luôn cái trứng Bone Fury ha. Để chúng ta lấy ra ngoài. Vậy là có hai trứng rồng luôn. Quá tuyệt vời. Ủa hồi nãy mình mới test con phép hả ta? Thôi kệ phép mình xíu test đi. Giờ up trứng rồng quan trọng hơn. mình sẽ lấy hai cái orb ra. Vì trời ngoài đang mưa nên thôi, mình sẽ cho mấy em rồng vô trong nhà ha. Đây, đầu tiên là Bon Fury. Bon Fury, tức là Fury sướng. Ui. Ủa đây là màu hiếm đúng không? Đây có phải là màu hiếm không vậy? Tại vì mình coi công thức á, công thức lai tạo thì mình thấy Bon Fury màu trắng mà. Đằng này Bon Fury màu vàng cơ. Ui. Có phải là hàng hiếm không vậy? Thôi, bỏ vô trong ọt trước tính sao. Rồi, tiếp theo là Night Fury thì... Ủa? Ủa, có đó sai sai ta? Ủa khoan. Mình đâu còn cái nào để nâng cấp đâu. Ủa hé. Ủa, rốt cuộc mình ấp trứng.
Hậu quả của việc ấp trứng quá 180 phút quá. Giờ trứng Night Fury này mình cho ra thì cũng là Night Fury bình thường à. Mình hết cái đồ nâng cấp rồi. Trời ơi, ấp trứng rồng quá 180 phút. Sợ mình tiệt luôn á, không hiểu luôn. Trời đất ơi. Rồi thôi, giờ thì mình chỉ có mỗi em Bon Fury á. Nên mình sẽ cho em ăn trước đi, để coi coi khi em lớn thì sẽ có thay đổi màu hay không, hay là đây là màu hiếm ta. Màu vàng óng ánh luôn. Rồng mạ vàng cũng có thể lắm. Nhưng mà nói chung màu vàng này đẹp ha. Uầy, cực kỳ xịn luôn. Rồi ăn cho màu lớn em ơi. Bon Fury. Quá dở, cặp sừng hơi bị to đó. Thích nha, thích nha. Đây. Ô, có vẻ đây là em này là màu hiếm rồi. Tại vì mình thấy cái nè, cái logo của em ấy là màu trắng cơ, chứ không phải là màu vàng đâu. Thì chắc đây là màu hiếm đấy. Wow. Xịn 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 xịn. Trời ơi coi em à. Quá dữ luôn á. Ôi nhưng mà em này nhìn tỏi quá. Kiểu toàn là xương không à. Nhìn kiểu không có lực lượng cho lắm á. Nhưng mà em này nếu mà dạng thường thì không biết cái màu như nào ta. Đổi hết màu vàng này thành màu trắng thì chắc cũng đẹp ấy. Nói chung thì vàng hay trắng thì mình đều thích thôi. Nhưng mà màu vàng thì khá là nổi bật ha. Nhưng mà có vẻ bây giờ vẫn chưa cửa được. Vậy là phải cho ăn thêm rồi. Mình sẽ cho ăn thêm cỡ lên cấp 40 coi. Cửa được chưa? À, 40 thì cửa được rồi nè. Quá đã luôn. Quay bay được luôn này. Dữ chưa, dữ chưa. Bon Fury đây. Quá sẽ đã luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng mà trời mưa hết ta. Thôi, một mình cho gọng vô trong nhà một xíu đi. Rồi tí hết mưa rồi chúng ta mới đi khám phá tiếp á. Chứ giờ mưa không à. Khám phá gì? Đây, 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 đây. Mình đưa Forest Fury vô trong nhà luôn. Để ngoài nhà mắc mưa á. Ui chỗ này em này bự quá rồi, không vô được rồi. Vậy thôi núp bên đây tạm đi nha. Tại nhà mình hơi chật á, nên không có cho em lọt vô trong đây được rồi. Rồi và tranh thủ mình sẽ test nốt cái phép còn lại để chúng ta biết một hồi cùng đi khám phá nè. Còn phép cuối cùng. Ô, phép cuối cùng có tên là Ice Shield. Wow, nó cho mình một cái khiên băng. Khiên băng bằng phép thuật này. Wow, bự thiệt á. Không biết cái này nó chống đỡ được bao nhiêu ha. Nhưng mà mình thấy nó khá là bự luôn á. Nó che muốn nửa cái màn hình mình luôn này. Xịn nha, được đấy. Tính ra cũng... Úi trời 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 ơi. Cái gì đây? Úi trời ơi, mới qua bên đây mà nó quýnh mình lên bờ xuống ruộng luôn rồi. Con nào vậy? À nhóc nhỏ này, trời đất ơi, nó quýnh mình. Láo tét tiệt. Thì ra người muốn bị đóng băng à nhóc nhỏ. Trời ơi, nó quýnh mình nó văng từ cổng này qua tới tiếp bên đây luôn. Ác đạn được chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cưỡi rồng và tiếp tục cái chặng đường của mình khám phá ở bên thế giới Betweenland này thôi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang mình cưỡi rồng Skrill đi nha. Hợp lý ấy. Skrill xuống đây cưng. Bữa nay là bữa đầu tiên của mình và em á, nên hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn á. Rồi get go. Và cưỡi em này thì có một điểm đặc biệt hơn là mình sẽ được em ấy kiểu như là gấp lên á, gấp lên trời nè, chứ không có kiểu như là ngồi trên lưng nữa. Rất là đặc biệt luôn á. Đã chưa. Ui, nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, mình với rồng Skrill cũng như là đồng bộ nhau cực luôn. Cái màu á, màu bộ giáp với màu ẻm y gan luôn. Đã nha. 10 điểm kiểu như là đồng bộ luôn. Ui, và trên này còn có cái đảo gì này. Đi lên Skrill, bay lên. Bay lên, bay lên. Ồ, mình và Skrill mới phát hiện trên này nó có cái đảo gì này. Ui, trời đất ơi. Khoan, nó có những con slime nhưng mà ở trong nó có cái đầu lâu ấy. Nhìn thấy ghê quá hả, nó cạp 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 ấy. Này, con này tên là Slug. Ủa da. Ui, nó bắn mình ghê vậy. Đợi mình xíu mình giật điểm cái con này bớt ra. Láo nháo hả, con này bắn gì. Bắn không. Rồi con Slug nó sẽ cho mình cái gì đây. Nó sẽ cho mình cái Slug Ball á. Wow, có công dụng không? Ăn được không? Không ăn được.
nhưng mà nó dùng để chế tạo một vài cái vật phẩm ở bên thế giới Betweenland này, nên mình sẽ giữ lại luôn á. Wow, còn gì khác không ta? Hết rồi. Ồ, cứ tưởng trên đảo này nó lại có boss giống như hôm bữa chứ. Ơ, và cạnh mình là cái vùng đất mới hay sao kìa. Ờ đúng rồi, ở dưới này là cái biome mới á. Ở bên đây nó có nhiều biome lắm nha. Như khúc mình vừa đi hổm rài á là kiểu như đầm lầy thôi. Còn bên đây là vùng đất kiểu như sình lầy. Wow, nó còn có con gì nữa nè. Nó còn có mấy con ta gì nữa. Nó đen thui tù lùi à. Nhìn thấy ghê quá à. Thôi ghê quá nên mình chích điện nó luôn. Tại nó thấy ghê quá. Nó có rơi ra đồ không? Wow, con ta có rơi ra đồ nha. Nó rơi ra cái ta Drip, dùng để chế tạo ta Minion. Wow, ghê vậy. Thôi ghê quá, đóng băng luôn. Đỡ phải quýnh. Dùng đất mới cũng có nhiều quái vật mới cho mình kiểu như là tìm hiểu ha. Thôi tốt nhất là cởi rộng đi đi. Quá trời ghê gớm rồi. Đi, Skrill. Ủa, có công trình luôn kìa. Coi chừng nha. Ủa sao Skrill mình còn có một máu. Một máu vậy. Trời đất ơi, ai quýnh gồng của tôi cũng có 0.38 máu à. Tàn nhẫn với nhỏ vậy. Mình biết rồi, em có cái sao mau chưa vào nhiều. Mèn đét ơi. Ủa sao mình có hai cây gậy ơi. À không, chắc mình hoa mắt thôi. Trời ơi, gù gù xong rồi, khám phá quá 180 rồi. Hoa mắt chóng mặt buồn nôn rồi. Lại đây em ơi. Đi đi thôi. Đã ít máu còn đi cà kìa nữa. Chúng quýnh bây giờ. Get go. Đi, bay lên, cố lên. Ây da, dùng này nữa bay không nổi à. Bay lên. Rồi, qua công trình bên đây thôi. Wow. Đây là công trình gì vậy? Nhìn áo ma Canada vậy. Rồi, đậu đây tạm đi nha. Đây có khúc gỗ nè, hy vọng là em sẽ không bị hồi bay lên trên luôn đi. Công trình này là cái Slug Tower. Wow. Ê, ủa, ủa mình có hoa mắt không vậy? Ui sao mình lại thấy mình trong đây? Ui, mình có hoa mắt không ta? Nè, trời, mình hình như mình bị ảo ảnh thôi, bị ảo giác hay gì rồi? Wow, mình sẽ thử lấy cái cúp mình đào này coi được không? Không đào được. Mấy cái này cứng lắm. Trời ơi, mình bị ảo ảnh rồi. Thôi xong rồi. Và cái này á, mình cũng có biết sơ sơ nha. Là mình kiểu như muốn đi xuống tầng dưới á, là mình phải kích hoạt cái chỗ này lên bằng cách là sử dụng cái loại khoáng sản tên là Optin này. Đó, để mình có thể kiểu như tạo ra lửa luôn á. Hình như dùng trên này thì phải. Cái Brazier này nè. Nhưng mà mình bị ảo ảnh rồi, mình không biết cái nào là thiệt á. Để mình châm lửa lên. Rồi sao dùng? Nè, mình dùng không được này. Châm lửa vô đây à. Ui sao nhiều ảo ảnh thế. 1, 2, 3 3 thêm mình nữa là 4. 4 lọc Zutaki luôn. Ui 5 luôn. 1, 2, 3, 4. Mình nữa là 5. Ôi mày chuối thiệt. Yêu, ghê quá. Nhưng mà giờ mình vẫn không kích hoạt được nè. Muốn xuống dưới phải kích hoạt cái này lên ấy. Rồi luôn. Trời ơi, gặp công trình đã mà không có được vô. Cay thế nhờ. Wow thế. Nó vậy còn bị ảo ảnh nữa. Giống như mình đang bị cà khịa ấy. Cay cực kỳ luôn. Thôi đi tiếp thôi. Chứ đây một hồi sôi máu lên là tức chết luôn á. Rồi gồng Skrill cũng khá là đuối rồi đó. Nên chắc mình sẽ đổi sang mình cởi rồng khác đi. Taika. Giờ tới lượt rồng Snowball nữa. Ui dạ, mấy con này đi ra. Không chơi với mấy con đó đâu. Rồi đi em ơi. Đi get go. Cửa gồng Snowball mình sẽ đi tiếp trên cái vùng
xình lầy này. Wow, dùng xình lầy này cũng có khá là nhiều điều mới á nha. Đây gặp thêm cái cây giống hồi nãy nè. À, vậy là chắc vậy rồi, chắc nó không phải là một cái công trình rồi. Vậy là mình đa nghi quá rồi đó. Wow. Và đây là cái vùng kiểu như có mấy cái rễ cây khổng lồ hả? Đúng không? Chính xác rồi. Nữa nè, hình như mình gặp chỗ giống hôm bữa nè. Ui, ở đây là tổ của mấy cái con ấy nè. Nghe đồn mấy con này sau này mình có thể kiểu như là dùng nó để làm phương tiện để mình di chuyển ở trên bầu trời, ở thế giới Between Land này, bằng cách kiểu như là giống như là đi xe cưỡi vậy á. Nó sẽ lôi mình trên bầu trời ha. Wow, đây là tổ của nó. Nhưng mà mấy con này nó khá là hung dữ luôn á. Ui, ui, ui. Ui, chết rồi. Ui, nó gấp mình lên trời. Ui, không, ui, không. Thả ra đi. Ui, nó xong rồi. Nó không chịu buông mình. Ê, nó buông rồi, nó buông rồi. Ui, trời, 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 trời. Ui, mấy con này đó, thấy nó khỏe chưa? Nó gấp mình đi được luôn mà. Thành thứ ra 21. Nếu mình có điều kiện, mình sẽ thu phục nó sao? Còn giờ thì nó gấp mình tiếp ơi. Thả ra đi. Vô duyên quá à. Rồi, rồi, rồi. Nhưng mà trong tổ nó có đồ á. Chi, cơ hội luôn. Trời ơi, quá trời trứng luôn nè. Cả đống trứng luôn á. Ô, biết rồi nha, biết được một chỗ. Ủa dạ, biết được một cái tổ của con. Con đó rồi. Giờ thì làm dấu đợi mai mốt mình có dịp mình quay lại, mình hút cả tổ đem về cưỡi luôn á. Cơ hội, cơ hội. Giờ thì chuồn trước rồi đó. Nguy hiểm quá. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình lại có thêm một dạng của rồng Night Fury, đó chính là rồng Bone Fury ha. Em này thì nhìn cũng khá là đặc biệt luôn, tại vì nó có nét gì đó rất giống là rồng Bone Knapper mình từng sở hữu ha. Đây em đó ở đâu đây? Đây 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 đây, em đây, em đây. Đấy, cái này có thể gọi là hai anh em luôn á. một thanh niên thì ha, toàn là xương không, một thanh niên cũng toàn là xương không. Nói chung là toàn là xương như nhau không à, tại vì là rồng xương mà. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm nốt quả trứng rồng còn lại mà mình có thể tìm được trong thế giới pháp sư luyện rồng, đó chính là quả trứng rồng Red Death, cũng là một loài rồng rất là hay xuất hiện ở địa bàn mình sinh sống luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao tới giờ mình vẫn chưa tìm được quả trứng đó nữa. Nhưng không sao, sắp tới mình sẽ cùng nhau cố gắng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.